بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. نبي صلى الله عليه وسلم đã an tâm với người Quraysh rằng với cái hiệp ước hay cái nghị hòa Hudaybiyah là họ không dám bất cứ cái động thái nào đối với chúng ta. Lúc này Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam quan tâm nhiều nhất đó là những cái tên đầu đảng của bầy rắn độc. Đó là những cái tên Do Thái ở Khaybar. Họ là nhóm người đã vận động liên minh, liên kết lại tấn công Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam như Ghatafan và liên hệ với đám người Munafiq ở Madina và đã xúi dục và cái bộ lạc Quraysh Do Thái bên trong Madina để mà tấn công Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và bội ước ngay cái thời khắc mà nguy hiểm nhất của tín đồ Muslimin khi mà họ phải đang hết lòng đối diện với kẻ thù ở bên ngoài thì bên trong lại bị đám người Quraysh bội ước. Thì cái nguyên nhân chính là do cái đám người Do Thái ở Khaybar xúi dục họ làm nên cái điều đó. Thì Khaybar cách Madina khoảng 171 km hướng Bắc. Trước đó, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã báo với Sahabat rằng Allah Subhanahu Wa Ta'ala hứa hẹn với họ sẽ ban cho họ rất nhiều chiến lợi phẩm, họ sẽ được tự tay mình nhận lấy nó qua cái lời phán. Wa'adakumullahu maghanima katheeratan ta'khudunaha. Allah đã hứa với các người, những người có đức tin về rất nhiều chiến lợi phẩm, Ngài sẽ ban cho các người thu gom vậy đó. Thì sau lần Hudaybiyah trở về, họ đã đi về dưới tay không, không được bất cứ cái thu hoạch nào. Cho nên Allah muốn bồi thường hay là Allah Ta'ala muốn bù đắp lại cho họ cái sự mất mát đó bằng những chiến lợi phẩm trong cái lần tấn công Khaybar này. Cho nên tất cả những người đã từng không tham gia ở lần Hudaybiyah đó thì họ đều có ý định muốn tham gia với Nabi để muốn được cái chiến lợi phẩm đó. Họ muốn được chiến lợi phẩm, cuộc sống được hạnh phúc, nhưng Nabi đã không đồng ý cho họ đi theo cùng tại vì Allah Subhanahu wa Ta'ala đã không cho phép. Thì khi mà họ không được cho đi thì họ lại có những cái lời lẽ không nhã nhặn đối với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qua cái lời phán kể của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayaqulu al-mukhallafuna idhan qalaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsadunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Những người đã vắng mặt tại Hudaybiyah, họ là những người Ả Rập ở sống vùng thôn quê. Họ nói, khi các anh tấn công Khaybar để thu gom chiến lợi phẩm, xin hãy cho chúng tôi đi theo cùng với. Họ muốn thay đổi lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lời phán của Allah rằng Ngài hứa với những người ở Hudaybiyah họ sẽ được chiến lợi phẩm và chỉ có một mình họ là những người được hưởng chọn cái chiến lợi phẩm ở Khaybar đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã nói với họ, các người không được tháp tùng đi theo bọn ta. Đúng y như vậy, Allah Subhanahu wa Ta'ala đã phán trước đây. Thì họ mới nói, phải chăng các ngươi ganh tị việc chúng tôi tham gia cùng với các ngươi để chia lợi phẩm hay sao? Allah Subhanahu wa Ta'ala bảo không, sự việc không như các ngươi nghĩ đâu. Tuy nhiên họ vốn là những người không nhận thức được ngoại trừ một chút đỉnh. Tất cả những người nào không có mặt ở tại Hudaybiyah được thời nguyên dưới cái bóng cây ở tại Hudaybiyah thì họ không được phép tham gia ở trận Khaybar này. Thì cuối cùng chỉ có mỗi những người có mặt đó là họ gồm 1.400 người xuất binh rời đi Madina. Và Nabi đã giao Madina lại cho một người Sahaba tên Siba bin Urfatah al-Ghafari quản lý. Thì Nabi đã xuất binh vào tháng Muharram vào năm thứ 7 Hijriyah. Thì trên đường đi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã chuyển hướng một con đường khác, không đi con đường thông thường hướng đến Khaybar mà Nabi đã đi một cái lối khác, đánh lạc hướng cho rằng Do Thái tưởng rằng Nabi không nhầm họ để mà tấn công. Sau khi Nabi đã rời khỏi thì cái tên đầu não Abdullah bin Ubay, hắn đã gửi thư đi cho những người ở Khaybar rằng Muhammad đã tấn công các người hãy chuẩn bị tinh thần. Thì khi nghe được cái tin đó làm cho tất cả mọi người ở Khaybar có sự lo lắng và hoảng sợ. Thì lúc này họ mới kêu gọi liên minh, họ kêu gọi Ghatafan
cùng họ đánh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Ghatafan nói: chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý đánh với các người cho đến khi các người đồng ý điều kiện của chúng tôi. Điều kiện đó là các người phải chia cho chúng tôi phân nửa số cây trái mà các người thu hoạch được. Những người Do Thái đồng ý. Thì khi mà nghe được tin rằng Nabi đã xuất binh, thì nhóm Ghatafan cũng đã có sự chuẩn bị để mà xuất binh. Thì khi họ bắt đầu chuẩn bị xuất binh, thì họ nghe được tiếng khóc và tiếng la và cái tiếng thảm thiết ở trong bộ lạc của họ. Thì họ làm cho họ nghĩ rằng chắc có lẽ Muhammad nó giả bộ đánh Do Thái, chứ thật ra nó sẽ tấn công chúng ta, cho nên họ đã không đồng ý giúp đỡ cho cái người Do Thái, mà họ bắt đầu không xuất binh, ở lại để mà bảo vệ quê hương của mình. Thì lúc này bọn Do Thái ở Khơi Bệt chỉ một mình đứng ra gánh chịu. Thì trên đường đi, Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe được một người sahabat, ông ta đã ngâm thơ như thế này: Allahumma laulallahu mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alayna wa thabbitil aqdama in laqayna. Thì ý nghĩa của cái bài thơ ngâm này là: lạ Allah, nếu như không có Ngài là bầy tôi nào được hướng dẫn, nào có bố thí và nào hành lễ salat, lại Ngài hãy ban xuống cho bầy tôi sự tịnh tâm, và xin hãy giữ vững đôi chân của bầy tôi khi đối diện với kẻ thù. Thì Nabi đã hỏi cho ai là người ngâm cái bài thơ đó, thì mọi người mới nói rằng đó là ông Amir bin Aqwa. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới đùa ai cho ông ta, Nabi nói cầu xin Allah thương xót cho ông. Thì theo một cái lẽ thông thường là mỗi lần trong lần đi đánh trận mà Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin ai đó được Allah ta'ala thương xót, thì người đó sẽ là người tử trận. Thì và cuối cùng ông Amir đã là người hy sinh trong trận Khơi Bệt này. Thì khi Nabi cùng với đoàn quân của mình đi gần đến Khơi Bệt, thì Nabi đã thấy được Khơi Bệt từ đằng xa. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam mới giơ tay của người lên trên trời mà cầu xin: Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma aqlan wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlan wa rabbas shayatini wa ma atlal wa rabbar riyahi wa ma zarain as'aluka khaira hadhihi alqardah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharri hadhihi alqardah wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Thì đó là cái lời dua mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã dua mỗi khi đến một cái nơi vùng đất nào đó. Đây là sunnah, khi chúng ta muốn đến một vùng đất hay một cái quê hương thành phố nào xa lạ, thì chúng ta hãy lên dua này trước khi chúng ta đến đó. Thì ý nghĩa nó như thế này: là Allah, chủ nhân của bảy tầng trời những gì chúng che mát, là chủ nhân của bảy tầng đất những gì chúng bồng ẩm, là chủ nhân của Shaytan và những gì chúng lầm lạc, là chủ nhân của cơn gió bão và những gì là chúng làm cho bay đi. Bề tôi cầu xin Ngài điều tốt ở ngôi làng này, ở dân làng trong nó và những thứ tốt đẹp khác trong nó. Và bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi tác hại của ngôi làng, mọi điều xấu trong làng và mọi thứ bất lợi trong ngôi làng. Thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã dừng chân ở ngoài vùng Khơi Bệt vào một buổi chiều đó. Cho đến sáng đến thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới tấn công vào. Thì vào ngay cái đêm đó, Nabi mới nói với mọi người: ngày mai đây, ta sẽ đưa cho cái cờ lệnh cho người đàn ông mà đó là người mà được Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu người đó, và người đó là người thương yêu Allah subhanahu wa ta'ala và thiên sứ của Ngài, và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho chiến thắng trên tay của người đó. Cái lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam nói ra làm cho tất cả sahaba, dân Muhajirin và dân Ansar đều đem lòng muốn người đó chính là mình. Thì họ đã suốt đêm hầu như là không ngủ được và luôn ao ước rằng cái người đó chính là họ. Chờ đến sáng thì mọi người đang chờ đợi coi Nabi xem ai kêu gọi người nào trong số họ. Thì Nabi đã gọi: đâu, Ali bin Abi Talib đâu rồi? Thì mọi người mới nói ông ta cho rằng đã bị các bụi dị vào mắt làm cho ông ta rất là khó chịu. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cho gọi Ali đến. Thì sau khi Ali đến thì Nabi đã thổi vào mắt của ông ta, thì làm như, và con mắt của ông ta trở nên bình thường trở lại và không có bất cứ gì. Sau đó Nabi đã giao cờ lệnh cho Ali bin Abi Talib. Thì ông Ali sau khi cầm được cờ lệnh thì ông ta bắt đầu tiến về trước. Khi tiến về trước được vài bước thì ông ta có ý định dừng lại. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: này Ali, ngươi hãy đứng yên vị trí của mình. Thì Ali mới hỏi: thưa thiên sứ của Allah, vậy chứ dưới cái cờ này tôi sẽ làm gì? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: này Ali,
ngươi hãy đi tấn công đến nhóm người của Do Thái. Và điều đầu tiên ngươi làm đó là ngươi hãy kêu gọi họ đến với Islam. Ta xin thề với Allah, chỉ cần Allah subhanahu wa ta'ala cho ngươi hướng dẫn được một người nào học, chỉ cần Allah subhanahu wa ta'ala cho ngươi hướng dẫn được một người trong số họ vào Islam, thì tốt hơn cho ngươi chiếm được cả cái vật tốt nhất trên đời này. Thì cái việc mà chúng ta kêu gọi người ta vô Islam, chỉ cần một người vô Islam vì nguyên nhân là mình, thì chúng ta hãy biết rằng đó là cái diễm phúc tốt nhất, hay là một cái giá trị lớn nhất mà chúng ta có được. Cả những gì trên trái đất này được gọi là giá trị. Thì Ali bin Abi Talib, ông ta đã tấn công vào Khaybar. Thì vào một buổi sáng, giống như thường lệ, những người nông dân của Khaybar họ rời nhà mình với mục đích đi lao động. Thì khi thấy đoàn quân của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì họ hoảng hốt chạy trở về nhà, thì họ la wallahi Muhammad giờ Khamis, quân của Muhammad đã đến rồi. Thì lúc này mọi người mới mạnh ai mới chạy về nhà và họ vào đóng cửa nhà của mình kính. Thì tại Khaybar, những người Do Thái nó chia cái khu vực của họ thành nhiều đồn lũy và pháo đài, và mỗi thành lũy và pháo đài nó có đã chuẩn bị một số lương thực và vật vũ khí để mà chống đối. Thì tất cả họ đầu tiên đã phòng thủ tại cái pháo đài đầu tiên được gọi là Naim. Thì tại đây họ cùng với những người Muslimin đối diện với nhau ở bên ngoài. Thì lúc này có một người đàn ông trong nhóm của họ được gọi là Marhab. Ông ta là người đàn ông được dí bằng 1000 người đàn ông khác với sức mạnh phi thường của ông ta. Thì tên đó lại bước ra, cầm vũ khí bước ra. Thì theo cái thói quen của người Ả Rập, trước khi họ đánh nhau thì thường họ có một cái phần đánh tay đôi trước khi đôi bên đánh sáp lá cà với nhau. Marhab bước ra ngoài, ông ta mới nói với cái điệu bộ là ngông nghênh. Ông ta nói قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرِّبُ إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ. Ý nghĩa của cái câu thơ của ông ta nói rằng Khaybar đã biết ta đây là Marhab, vũ khí còn phải than gian trước anh hùng đầy kinh nghiệm, khi song pha sa trường như lửa bập bùng. Thì một người khác sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam chính là ông Amir bin Aqwa. Ông ta cũng bước ra và ông ta nói قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ. Nghĩa là Khaybar đã biết ta đây là Amir, vũ khí còn phải than gian trước anh hùng không biết sợ. Thì hai bên đã quyết đấu với nhau, nhưng ông Marhab là người có sức mạnh mạnh hơn và là người có kinh nghiệm nhiều hơn với ông Amir. Thì ông Amir đã bị Marhab giết chết. Sau khi Marhab giết chết thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói Marhab được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho đến hai phần thưởng. Thứ nhất, ông ta đã là người xuất binh. Thứ hai, ông ta đã là người đánh trận. Thì đó là hai phần thưởng mà Nabi báo rằng Amir được cái diêm phúc của Allah subhanahu wa ta'ala cho như thế. Thì sau khi giết được Amir thì cái tên Marhab cũng lặp lại cái câu thơ khi nãy của y. Thì lúc này Ali bin Abi Talib bước lên, thì ông ta cũng đã ngâm lại cái bài thơ thể hiện cái sự hào hùng của chính mình. Ông ta nói Anna alladhi sammatni ummi haydara kalaythi ghabatin karihul mandara akiluhum bisayfi kaylassandara. Ý nghĩa là ta đây là người được mẹ ta gọi là sư tử, như bao sư tử rừng xanh xem thường quang cảnh, ta sẽ chém họ bằng kiếm như chém bùn. Thì ông Ali đứng ra để mà nghênh đón cái lời thách đố của Marhab. Thì Marhab mới hỏi chứ những người là ai. Thì Ali trả lời ta là Ali bin Abi Talib. Thì Marhab mới nói ta không muốn giết người, tại vì ngươi còn rất nhỏ. Thì Ali mới nói nhưng ta thì lại muốn giết người, tại vì á ông Marhab đã cao tuổi hơn Ali, thấy Ali là còn nhỏ khi dễ rằng là chỉ là một cái đứa trẻ. Thật ra Ali chỉ là một người còn nhỏ tuổi, nhưng ông ta gan dạ hơn và vũ khí Ali cầm trên tay so với ông Marhab thì cũng không bằng. Nhưng ông Ali mạnh hơn Marhab bằng cái niềm tin iman. Cho nên khi mà đôi bên giao chiến hay là quyết chiến với nhau thì chỉ trong tích tắc thì Ali đã hạ được Marhab. Khi mà Ali hạ được Marhab thì tất cả những người Muslimin đồng hô gọi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thì lúc này một người khác anh em của ông Marhab
đứng ra. Thì cái người đó tên là Yasir, khi bước ra thì y cũng thách đó, nó ai dám ra đây gì đấu với ta. Thì ông Az-Zubair bin Awam cũng là một anh hùng, ông ta đứng ra để mà thách đố, cái lời thách đố của bên phe người Do Thái. Thì mẹ của Az-Zubair là bà Sophia, bà ta nói thưa thiên sứ của Allah, chắc có lẽ Zubair nó sẽ đánh không lại đâu. Thì là vì nó không, Zubair sẽ giết cái tên đó. Thì giao sáp đánh với nhau thì cuối cùng ông Az-Zubair cũng đã tiêu diệt được cái tên Yasir đó. Thì những người Muslimin đã cùng nhau tấn công người Do Thái, nhưng bọn họ là những người nhát gan. Người Do Thái vốn là những người nhát gan, họ không có dám trực tiếp đánh dưới Nabi, hay là không dám trực tiếp đánh dưới những người Muslimin. Cho nên họ chỉ có đánh bằng cách trốn tránh bên trong những cái bức tường hay trên trong những cái thành lũy mà thôi. Họ chỉ bắn tên ra và ở ngoài chúng ta bắn vào. Giống như Allah Subhanahu wa ta'ala đã miêu tả về cái bản tánh nhát gan của họ. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassana aw min wara'i judur ba'sum bainahum shadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Bọn họ, tức người Do Thái, là đám người bọn họ, người Do Thái nào dám đồng loạt đánh trực diện với các ngươi, trừ phi họ núp bên trong những ngôi làng đã xây thành lũy hoặc phía sau những cái bức tường. Sự hiềm khích giữa bọn họ với nhau là rất mạnh liệt, nghĩa là những người Do Thái họ không bao giờ đồng nhất với nhau, mà họ luôn có sự ganh ghét lẫn nhau bên trong nội bộ của họ. Ngươi cứ tưởng rằng bọn họ Do Thái và cái người đạo đức giả đó Munafiq ở Madinah là những người họ đồng lòng để mà đánh ngươi, nhưng thật ra con tim của bọn chúng tản mạng, không có đồng lòng. Sở dĩ bọn họ như thế là do bọn họ là những người không biết nhận thức. Thì Allah đã miêu tả rằng họ là những người rất là nhát gan. Khi mà họ đứng trước mặt họ là đàn ông thực sự, là những anh hùng, thì họ sẽ không bao giờ dám tấn công, hay là không bao giờ đánh một cách trực diện đối với họ. Thì không được bao lâu, chỉ một ngày, hai ngày ở bị bao vây ở tại cái thành lũy hay là pháo đài Na'im, thì họ đã bỏ cái thành lũy này mà chạy đến cái thành lũy kế tiếp là thành lũy Sa'ab. Phía sau đó thì họ sẽ rất nhiều thành lũy. Thì họ rời cái thành lũy đầu tiên đến cái thành lũy thứ hai. Thì những người Muslimin đã chiếm được cái thành lũy đầu tiên, và trong đó họ đã kiếm được thức ăn và họ có được cái lương thực cho cái cuộc sống tạm thời của họ. Thì tại cái thành lũy Sa'ab, những người Muslimin cũng gặp phải sự trở ngại, là do bên thành lũy họ trốn bên trong họ kiên cố hơn, và họ có cái sự bảo vệ bên trong rất là nghiêm. Cho nên những người Muslimin không thể nào tấn công họ một cách trực diện hay là đánh một cách tới tấp được, mà phải dùng tên bắn từ bên ngoài đi vào. Vài ba ngày bao vây họ thì họ cũng sợ, và họ thấy rằng mình không thể tiếp tục giữ vững được cái thành, cái pháo đài này, cho nên họ đã rời pháo đài này, bắt đầu đi đến chuyển sang cái pháo đài lớn hơn, đó là Az-Zubair. Cái pháo đài này bên trong đó họ rất là an tâm vậy đó, tại bên trong nó là cái pháo đài vững chắc nhất tại cái khu vực đó của họ. Bên trong gồm rất nhiều thức ăn, và họ có một cái lượng nguồn nước chảy ngang họ, cho nên họ không có sợ về cái nguồn lương thực cho dù có bị bao vây như thế nào. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam được một cái tên Do Thái, y đến báo với Nabi mà nói rằng: này Muhammad, cho dù ngươi có bao vây nhóm người Do Thái trong cái thành này Zubair này đó một tháng trời thì họ cũng không bao giờ ra đâu, tại vì họ có một cái nguồn nước đến với họ rồi, trừ khi ngươi ngăn chặn cái nguồn nước đó thì họ mới có thể đầu hàng. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã nghe lời và đã ra lệnh ngăn chặn cái nguồn nước đó. Khi mà cái nguồn nước này bị ngăn chặn thì họ bắt đầu quốc quân, đưa phụ nữ và trẻ em của họ rời khỏi cái thành lũy pháo đài Az-Zubair đó, đi đến thành lũy khác được gọi là Ubay. Thì tại cái thành lũy Ubay này, Nabi sallallahu alaihi wa sallam cũng bị cái sự khó khăn như bao cái thành lũy trước về sự kiên cố của họ và đánh nhau. Thì cái thời gian bị bao vây cũng được vài ngày, họ không còn sức chịu đựng nữa, thì họ lại tiếp tục bỏ cái thành lũy Ubay. Họ chạy tiếp về cái thành lũy kế tiếp nữa là thành lũy An-Nizar. Thì cái thành lũy này là thành lũy kiên cố đối với họ ở tại Khoibar. Thì tại đây họ gồm có rất nhiều lương thực và rất nhiều vũ khí, trang thiết bị để mà chống đối lại. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam đã cùng những người Muslimin ở bên ngoài chỉ có thể bao vây họ chứ không có thể tấn công họ được. Thì nó kéo dài tại đây đến 14 ngày. Thì trong suốt khoảng thời gian này, những người Muslimin gặp phải sự khó khăn về lương thực. Lương thực họ là cạn kiệt, không còn bất cứ gì đang. Và họ đã giết lừa
và đã đưa lên trên bếp để mà nấu, để mà ăn, tại không còn thức ăn nào nữa hết. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam biết được họ bằng thịt lừa ăn, thì Nabi đã ra lệnh không cho phép họ ăn thịt lừa, bắt buộc họ phải đổ hết tất cả số thịt đã đang ở trên bếp. Thì chúng ta thấy sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam, mặc dù họ đang gặp khó khăn về thức ăn và họ đã phải đối diện với sống chết, nhưng lệnh của Nabi họ luôn xếp hàng đầu, bỏ hết tất cả mọi khó khăn mà họ gặp phải, tại vì họ là những người đã thề dưới Nabi sallallahu alaihi wasallam ở Hudaybiyah là những người sẽ hy sinh dưới Nabi sallallahu alaihi wasallam, và họ không ngại gì phải tấn công địch hay là không ngại gì gian nan cực khổ mà họ phải đối diện. Tất cả mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ, ước mơ của họ làm sao là đạt được mục đích, đó chính là thiên đàng của Allah subhanahu wa ta'ala. Họ là những người thật lòng vì chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala, cho nên họ được Allah subhanahu wa ta'ala lựa chọn riêng họ để tấn công cái đám người Do Thái ở Khaybar này mà thôi. Sau 14 ngày bao vây và tấn công đó, thì Nabi đã ra lệnh mọi người tấn công Do Thái bằng một cách khác, đó là bằng cách bắn đá vào. Thì ngày xưa họ dùng một cái thanh cây gỗ dài và ngay chính giữa nó có một cái chụp và một cái đầu bên kia thì họ đã sẽ đặt đá mà chúng ta thường hay trong những cái bộ phim cổ ngày xưa nó có đó. Thì họ đã dùng cái cách đó mà họ bắn vào cái pháo đài của người bọn Do Thái. Thì khi cái pháo đá bị bắn vào làm cho bọn họ hoảng sợ, thì lúc này tất cả đàn ông của họ bỏ luôn cả vợ con của mình, bỏ hết tất cả mọi thứ mà rời khỏi cái pháo đài Najd để mà chạy trốn thoát thân. Thì họ chỉ muốn thoát thân trước cây đã. Thì sau khi họ đã thoát thân qua bên ngoài thì họ lúc này mới tìm cách quay trở lại gặp riêng Nabi, và họ muốn có nghị hòa, họ muốn có hiệp ước với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: ta đồng ý hiệp ước với các ngươi dưới điều kiện các ngươi phải rời khỏi Khaybar cùng với vợ và con của các ngươi, và các ngươi không được đem theo bất cứ cái gì trên người các ngươi ngoại trừ quần áo và các ngươi mặc trên người, không được thêm bất cứ gì cả. Và tất cả các ngươi nếu như ai giấu giếm bất cứ một cái vật gì đem theo thì đối với cái tên đó, cái hiệp ước này không còn giá trị, đối với y sẽ bị giết. Thì họ đồng ý với cái điều đó, thì con vợ con của họ được thả cùng với họ. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam phát hiện được hai anh em con trai của ông Abi Huqiq, hai người họ đã giấu giếm rất nhiều châu báu và vàng bạc ở một cái khu vực riêng. Thì Nabi đã được nguồn tin, thì Nabi đã gọi hai người anh em họ mới nói: này hai người hãy đem ra những gì các người đã giấu. Thì hai người họ nói: không, chúng tôi không giấu gì cả. Thì chúng ta hãy biết rằng Do Thái bản thân của chúng không bao giờ thật thà, bọn chúng luôn có một sự lừa dối nhất định, và cái sự lừa dối chính là cái bản năng gốc của họ, họ không thể nào bỏ được. Thì Nabi mới nói: nếu như mà ta tìm được những gì mà các ngươi giấu thì hai người kể như không có được nằm trong cái bản hiệp ước nghị hòa này. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh cho mọi người đi lục soát, thì cuối cùng cũng tìm được rất là nhiều vàng bạc châu báu do hai anh em họ đã giấu. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đã ra lệnh giết chết hai cái tên đó. Thì cùng với số phận đó là ông Kinana bin Rabi', ông ta đã giấu đi châu báu rất là lớn. Thì Nabi đã biết được cái nguồn tin đó, thì Nabi mới gọi ông ta mới nói: này Kinana, ngươi hãy đem những gì ngươi giấu ra đi. Thì ông ta nói: không, tôi không giấu gì cả. Và Nabi nói: nếu như ta tìm được thì ta sẽ giết ngươi, và ngươi sẽ không được nằm trong cái sự bảo hộ của cái hiệp ước đó. Thì ông ta nói: ngươi cứ việc làm, nếu như thấy làm được ý của ngươi, nếu như thấy được cái số châu báu mà ngươi cho đó. Thì một người anh em bà con của ông ta, con của người chú bá ông ta đã báo cho Nabi biết rằng á, vào mỗi một buổi sáng là ông ta đã đi xung quanh một cái khu vực, là khu vực đó đã đổ nát rồi. Thì sáng nào ông ta cũng đi quanh cái khu vực đó cả. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh cho mọi người đào lên, thì thật sự bên dưới nó có rất nhiều vàng bạc châu báu ông ta đã giấu ở bên dưới đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đẩy ra lệnh giết ông ta. Sau khi mà Nabi sallallahu alaihi wasallam chiếm được hoàn toàn Khaybar, thì ngay lúc này chiếc thuyền buôn từ bên Habasha tức là Ethiopia đã đưa nhóm đoàn người đi tị nạn trước đây trở về xứ sở Ả Rập. Thì khi nghe được cái đoàn tàu đó quay trở về, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: trong họ có trả phết hay không? Thì mọi người mới nói: có, trả phết đã cũng đi cùng với họ. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nghe được cái tin đó, Nabi rất là mừng. Nabi mới nói: ta không biết rằng ta vui đây là
vì nghe tin Trả Phất quay trở về hay là ta chiến thắng được hơi bệt đây? Tại vì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rất yêu thương ông Trả Phất, tại vì ông Trả Phất với Nabi là anh em chú bác ruột, ông Trả Phất là anh em ruột với ông Ali, và hai người họ là con của ông Abu Talib, bác với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, họ đó có tuổi thơ cùng với nhau. Cho nên Nabi đã rất thương yêu ông Trả Phất và mất lòng mừng khi nghe được ông Trả Phất đến khơi bệt gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì Nabi đã ra lệnh lấy hết tất cả tài sản của khơi bệt tập trung lại và chia cho những người tham chiến. Những người Muslimin họ chưa từng thấy vàng bạc châu báu và lương thực nó nhiều như thế, cho đến khi họ tấn công và chiếm được cái vùng khơi bệt này. Thì khơi bệt nó là một vùng đất giàu có và trù phú, có lương thực đầy đủ, có vũ khí và có vàng bạc và châu báu và trái cây rất là nhiều. Và Nabi đã chia cho tất cả những người tham chiến cái phần xứng đáng của họ. Và khi mà họ quay về, ngoài cái việc họ sống một cách sung sướng ra, họ còn trả hết tất cả các khoản nợ mà trước đây họ đã vay mượn của những người dân Ansar. Thì subhanallah, họ cũng sống sung túc trở lại kể từ khi họ chiếm được khơi bệt và họ đã no với cái khoản lương thực họ tìm được ở khơi bệt. Trong số những nữ tù binh bị bắt thì trong đó có bà Safiya, con gái của Huyay bin Akhtab, là lãnh đạo của Do Thái khơi bệt. Mọi người mới nói rằng bà Safiya không phù hợp cho bất cứ ai hưởng bà ta ngoài trường đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và Nabi mới đã giới thiệu Islam với bà ta thì bà ta đồng ý vào Islam. Và Nabi đã phóng thích bà ta trở thành tự do và đã cưới bà ta làm vợ. Và cái sự phóng thích bà ta chính là tiền cưới của bà ta. Thì sau khi đó là vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mẹ của tín đồ Muslimin, mẹ của những người có đức tin, thì bà nói với thiên sứ: thưa thiên sứ của Allah, trước khi người đến khơi bệt, tôi nằm được giấc mơ, tôi thấy được mặt trăng nó đã di chuyển đến chiếu xuống thẳng vào cái phòng của tôi. Thì tôi đã kể chuyện này cho chồng tôi nghe, tức là ông Kinana bin Rabi, là người đã giấu giếm cái số châu báu mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam phát hiện được. Tôi đã nói với chồng tôi về cái giấc mơ đó, thì chồng tôi đã đánh tôi một bạt tai và chồng tôi nói: mày đang nghĩ đến vua của vùng Matina đó. Thì bà ta đã thực sự trở thành vợ của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì cái lời giải mộng cho cái giấc mơ của bà ta là như thế. Đến đây, tụi Do Thái nó mới có một cái ý kiến khác với Nabi. Nó nói: thưa thiên sứ của Allah, bây giờ hãy cho chúng tôi ở lại khơi bệt đi. Tại vì dùng đất khơi bệt này các người không biết được gì nó và không thể nào canh tác một cách thuận lợi được. Chúng tôi là những người rành gì nó, cho nên hãy để cho chúng tôi ở đây để mà canh tác và sản xuất. Và chúng tôi sẽ nộp cho thiên sứ phân nửa số lương thực mà chúng tôi thu hoạch được. Thì phân nửa số lương thực thu hoạch được là rất là nhiều. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đồng ý kiến đó và cho họ ở lại khơi bệt tiếp tục canh tác và sản xuất. Nhưng Nabi đã thu gom hết tất cả vũ khí và những gì mà có được trên khơi bệt đem về. Và Nabi còn ra một điều kiện: họ sẽ bị đuổi bất cứ khi nào họ làm trái ngược lại những gì đã giao ước, tức là không được phép gây hại đến những người Muslimin. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn là người Do Thái. Họ không bao giờ đồng ý ở yên vị trí của mình. Họ được gọi là những cái tên gắn độc, thì gắn độc không bao giờ giúp ích cho ai mà nó luôn gây hại đến người khác khi nó có cơ hội. Thì một người phụ nữ Do Thái, bà ta tên là Zainab bin Harith, bà ta đã đến hỏi về thông tin của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và biết được Nabi rất thích cái phần cù lẳng của con cừu. Thì bà ta đã mần con cừu và đã nấu con cừu và đã tẩm độc trên cả con cừu đó. Và bà ta đã tẩm độc rất nhiều lên trên cái phần, cái cẳng của con cừu, tức là cái phần chân của con cừu á. Thì Nabi cùng với những vị sahaba khác ngồi ăn cùng, thì Nabi chỉ mới ăn có một miếng ngay cái phần chân của con cừu thôi, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã thiên khải báo rằng trong cừu có độc. Và có đường truyền khác rằng con cừu nó đã nói với Nabi rằng trong nó có độc, thì Nabi cũng đã ăn hết một miếng rồi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam ra lệnh mọi người hãy buông cái con cừu đó ra. Thì mới gọi bà Zainab đã đến gặp. Thì bà ta đã đồng ý, bà ta đã hạ độc vào con cừu đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam hỏi chú nguyên nhân. Thì bà ta nói: nếu như người chính là Nabi của Allah thì không thể nào hại được người. Allah sẽ báo cho người biết trong đây có độc. Còn nếu như người chỉ là một vị vua thì để tôi giết chết vị vua đó cho chúng tôi được an lòng, cho chúng tôi được tự do.
thì người Do Thái bọn họ luôn tìm mọi cách để mà gây hại những tín đồ Muslimin. Họ không bao giờ hài lòng chấp nhận sống một cuộc sống hòa đồng với người Muslim bao giờ. Giống như Allah Subhanahu wa ta'ala kể cho họ là tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku. Chắc hẳn ngươi, hỡi thiên sứ, sẽ thấy được rằng kẻ thù thâm độc nhất đối với những người có đức tin chính là Do Thái và người đa thần. Nghĩa là bọn Do Thái sẽ không bao giờ đồng ý cho những người Muslimin sống cùng với họ bao giờ, kể cả nghe lời họ, thậm chí là làm theo những gì họ yêu cầu, thì đến mức đó họ cũng không bao giờ hài lòng mà họ muốn tiêu diệt sạch những người Muslimin họ mới muốn. Nhưng Allah Subhanahu wa ta'ala luôn bảo vệ tôn giáo của Ngài, và cho dù thiên hạ hay là bất cứ ai muốn hủy diệt nó thì Allah Subhanahu wa ta'ala không bao giờ muốn. Và Ngài luôn giữ vững cái ngọn lửa đó cháy mãi cho đến ngày Kiyamah được thiết lập. Cái người phụ nữ bà Zainab đó, sau khi hỏi được chuyện thì Nabi đã tha cho bà ta đi. Nhưng trong số Sahaba đang cùng với Nabi là ông Bishr bin Al-Bara bin Ma'mur, ông ta đã bị chết bởi độc của con cừu đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã ra lệnh bắt bà Zainab bin Harith đó và xử bà ta tội tử hình để mà đền mạng Qisas cho ông Bashir. Cuối cùng Allah cũng đã thực hiện đúng lời hứa mà Ngài đã hứa với những người Muslimin, ban cho họ cái sự chiến thắng vinh quang và rất nhiều chiến lợi phẩm. Thì Nabi đã quay trở về Madina vào cuối tháng Safat, tức là tháng 2, hoặc là tháng Rabi'ul, tức là tháng 3, năm thứ 7 của Islam. Thì khoảng thời gian đi và trở về tầm 2-3 tháng, Nabi đã tấn công và chiếm lãnh được Khaybar, đã được vinh quang và chiến thắng thuận lợi. Thì sau khi chiến thắng được Khaybar, trên đường trở về, những cái bộ lạc mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đi ngang, khi nghe được tin rằng Nabi đã chiếm lãnh được Khaybar, thì họ đã đồng ý chấp nhận đầu hàng Nabi và làm theo những điều kiện mà những người Do Thái Khaybar đã làm với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam để họ tiếp tục sống trên tôn giáo của mình. Và Nabi đã chấp nhận và đã cho họ cái quyền lựa chọn đó của họ. Thì đến đây chúng ta cũng đã xong cái phần tiểu sử tiếp theo về Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, phần thứ 23. Thì cầu xin Allah Subhanahu Wa Ta'ala chấp nhận và tha thứ cho chúng ta những gì chúng ta đã làm lỡ trước đây, và cầu xin Ngài phù hộ cho chúng ta được bình an, được Ngài thương yêu và được Ngài hài lòng cho đến khi chúng ta trở về gặp Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala ban hết tất cả chúng ta đều được bình an và hạnh phúc ở đời này cũng như ở đời sau. Và cầu xin Ngài ban cho chúng ta mọi thứ điều tốt đẹp cho chúng ta trong cuộc sống trần gian này cũng như ở đời sau. Và cầu xin Ngài ban chúng ta là thiên đàng tầng Firdaus, và cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta thoát khỏi quả ngục, và cầu xin Ngài ban cho tất cả chúng ta đều được mạnh khỏe, không bất cứ ai bệnh hoạn, những người Muslimin ở đây cũng như tất cả mọi người Muslimin trên thế giới. Và cầu xin Allah Subhanahu wa ta'ala phù hộ cho tất cả Muslimin ngày càng hưng thịnh hơn, ngày càng an cư lạc nghiệp và ngày càng sống cuộc sống sung túc, và đặc biệt là họ luôn là những người ngoan đạo, biết dâng lời Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.